vững cốt vinh da, bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Quý Linh xin kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình rất là quen thuộc. Đó là một trong những người bạn của quý vị để có thể chúng ta có nhiều cái phương pháp, những cái giải pháp để điều trị những căn bệnh liên quan đến quý vị ha. Chương trình Sống Khỏe, Sống Đẹp ngày hôm nay cũng sẽ cung cấp những cái thông tin tốt đến cho sức khỏe của quý vị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ liên lạc với số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 để được tư vấn miễn phí. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ là chủ đề bệnh loãng xương, nguyên nhân, hậu quả và cách điều trị hiệu quả quý vị nhé. Có thể loãng xương là một trong những căn bệnh thầm lặng, nó ít có những cái biểu hiện, nhưng mà khi phát hiện ra thì phải nói nó rất là nguy hiểm. Thậm chí nguyên nhân loãng xương càng cao thì cái việc gãy xương nó lại càng tăng cao hơn nữa. Và đó là một trong những cái điều mà ngày hôm nay quý vị cần nên tập trung chú ý lắng nghe những cái chia sẻ từ chuyên gia chúng tôi để có một phương pháp cách điều trị hiệu quả quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thạc sĩ, bác sĩ Trần Thu Nga, là phó trưởng bộ môn nội khoa Đông y Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay thì chắc chắn sẽ có nhiều cái câu hỏi để bác sĩ có thể tư vấn cho các bệnh nhân chúng tôi để cách phòng và điều trị căn bệnh phải nói là rất là nguy hiểm nếu nó bị kéo dài, đó là loãng xương. Đầu tiên thì xin mời bác sĩ chúng ta sẽ lắng nghe tâm sự và chia sẻ của nhân vật trong chương trình. Xin mời. Năm nay tôi 65 tuổi, tôi đã nghỉ hưu. Thì trước đây á, hồi còn trẻ đó, tôi cũng khỏe mạnh lắm. Cũng bởi vì kệ vào cái sức khỏe của tôi á, mà tôi thường hay hút thuốc nè, uống rượu bia, rồi nhậu nhẹt, có thể nói là ăn uống không có điều độ, bất thường lắm. Cũng vì vậy á, cho nên sau một bữa nhậu á, là tôi bị lở loét dạ dày. Tôi cảm thấy rằng là từ lúc mà tôi 50 tuổi trở lên á, cái sức khỏe của tôi nó giảm hẳn đi. Tôi thường hay bị co rút, bị gọi là chuột rút chân tay á, rồi đau nhức mỏi xương khớp nè, đi đứng là khó khăn, tay chân của tôi á, khi mà nó hoạt động nó rất là đau, mà tôi ngồi một chỗ hoặc là tôi tay chân tôi để một chỗ là nó hay bị tê, nó tê mà cảm thấy là khó chịu lắm. Thì tôi rất là lo lắng cho sức khỏe của mình, cho nên tôi có đi thăm khám bác sĩ. Sau khi khám thì bác sĩ báo cho tôi kết quả đó là tôi bị bệnh loãng xương. Cái chỉ số đo mật độ xương của tôi á, T-code là âm 2.6. Thì tôi cũng được bác sĩ cho điều trị bằng thuốc. Và ngoài ra tôi cũng có bổ sung canxi bằng viên uống vững cốt. Sau khi mà tôi sử dụng cái mật độ xương của tôi đo lại á, thì đã tăng lên đáng kể. T-code của tôi á, là trừ 1.5. Tôi thấy sản phẩm này tốt quá, cho nên muốn chia sẻ cho mọi người để mà sử dụng cái sản phẩm này chống loãng xương và điều trị cho có kết quả tốt hơn. Chúc mừng nhân vật đầu tiên ha. Còn nhân vật thứ hai thì có những tâm sự như thế nào ạ? Tôi năm nay 55 tuổi, đã mãn kinh rồi. Tôi là nhân viên văn phòng, vừa mới nghỉ hưu. Với tính cách công việc á, thường xuyên ngoài máy tính, cho nên á, dễ bị các bệnh mà của dân văn phòng như là đau nửa đầu, đau mỏi dây gáy, cận thị. Nhưng một điều không thể nào ngờ là tôi lại bị loãng xương. Tôi lúc lại tôi thấy mình như là bị thấp đi, lưng thì còng, ngủ dậy thì đau mỏi khắp người luôn. Đó, rồi thường xuyên bị đau nhức đau lưng nữa, mà đau giống dọc những ống chân nè, giống như là bị kim chích á. Cho nên tôi mới đi khám, thì bác sĩ kết luận là tôi đã bị loãng xương T-code âm 2.5. Hiện giờ thì tôi đang điều trị bằng cách uống thuốc và bổ sung canxi một cách tích cực. Mà tuy nhiên á, thuốc á, tôi uống vô á, thì tôi bị sốt ruột, tuy rằng là tôi đã ăn no rồi đó, còn uống mà canxi á, thì tôi lại bị táo bón rất là khó chịu. Bây giờ tôi đã điều trị trong vòng là 6 tháng rồi mà không có thấy khả quan gì hết. Tôi cũng mong chương trình á, chỉ cách để cho tôi để thoát khỏi những cái tình trạng khó khăn này ạ. Đó là chia sẻ tâm sự của hai nhân vật trong chương trình. Người ta nói rằng bệnh loãng xương là bệnh của người già, nhưng mà qua chia sẻ đó thì chúng ta thấy rằng bệnh loãng xương rất là phức tạp, nó có thể đến với bất kỳ một đối tượng nào. Thậm chí hiện nay thì bệnh loãng xương nó đang trẻ hóa dần, không chỉ là độ tuổi già nữa mà độ tuổi trung niên, hoặc có thể gọi là trước trung niên cũng đã bị bệnh này rồi. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ với tôi là bệnh loãng xương là gì và tại sao lại bị bệnh loãng xương? Vâng, bệnh loãng xương nó là một cái tình trạng rối loạn chuyển hóa của xương, và nó thể hiện ra bằng hai cái phần, đó là cái chất lượng của xương và cái
khối lượng của xương nó bị suy giảm, dẫn tới cái sự suy yếu của bộ xương của cơ thể chúng ta và làm tăng cái nguy cơ gãy xương lên. Về nguyên nhân gây ra cái tình trạng loãng xương thì có rất là nhiều những nguyên nhân. Trong đó có những cái nhóm nguyên nhân mà chúng ta có thể thay đổi được và có những cái nhóm nguyên nhân thì không thay đổi được. Ví dụ như về cái nhóm nguyên nhân không thay đổi được đó là gia đình có những cái người trước đây bị cái tình trạng loãng xương. Cái thứ hai là về tuổi tác, thì khi mà chúng ta càng lớn tuổi thì chúng ta càng có nguy cơ bị loãng xương cao hơn. Ngoài ra thì về giới tính á, thì đối với người nữ á, thì cái khả năng cái nguy cơ bị loãng xương sẽ cao hơn so với người nam. Bởi vì nữ á, thì có cái khung xương nhỏ, khối lượng xương của cơ thể cũng thấp hơn so với nam. Bên cạnh đó thì người nữ còn chịu tác động bởi cái quá trình sinh nở và cái quá trình mãn kinh, tiền mãn kinh, thì cái sự sụt giảm các cái yếu tố estrogen ở người nữ nó cũng sẽ là một cái yếu tố làm cho xương nó trở nên kém bền vững hơn và dễ bị loãng xương hơn so với người nam. Ngoài ra thì đối với một số những người mà bị những cái bệnh lý mãn tính ở trong cơ thể, ví dụ như là những cái bệnh liên quan tới nội tiết, bệnh tuyến giáp, bệnh về đái tháo đường, hoặc là những cái bệnh lý về cơ xương khớp mãn tính như là viêm khớp dạng thấp hay là thoái hóa khớp vân vân, thì những cái yếu tố bệnh lý đó nó cũng làm ảnh hưởng tới cái sức mạnh của bộ xương và làm cho cái nguy cơ dễ xảy ra loãng xương hơn. Cũng như là một số những cái yếu tố khác mà chúng ta có thể thay đổi được nó là nguyên nhân dẫn tới loãng xương. Ví dụ như là cái việc mà sử dụng các cái thuốc mà nó có chứa corticoid dài ngày chẳng hạn, nó cũng làm cho cái quá trình hủy xương nó cao hơn, gây ra cái tình trạng loãng xương. Hoặc là với một cái người mà có một cái lối sống ít vận động, hoặc là vì một cái bệnh lý nào đó phải nằm bất động lâu ngày, đó cũng là một cái nguyên nhân gây ra loãng xương. Hoặc là chúng ta thấy là trong cái chế độ sinh hoạt hàng ngày, nếu mà làm những cái công việc mà nó nặng nhọc quá, hoặc là chúng ta sử dụng cái nguồn thực phẩm chưa cung cấp đầy đủ những cái dưỡng chất cần thiết cho xương, ví dụ như là canxi hay là các cái khoáng chất khác, những cái loại vitamin D chẳng hạn, cũng như là cái chế độ về dinh dưỡng khác, ví dụ như là sử dụng rượu, bia, đặc biệt là thuốc lá, thì cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn tới loãng xương. Đây là những cái nguyên nhân mà mình có thể thay đổi được để mà có thể phòng ngừa cái tình trạng loãng xương xảy ra. Dạ, đúng là một loãng xương là một trong bệnh cũng nó cũng rất là phức tạp, và thậm chí ai cũng biết nó là bệnh thầm lặng. Khi mình phát hiện ra nó thì nó cũng đã muộn rồi. Bác sĩ có thể nào cho chúng tôi biết được là những cái triệu chứng điển hình của loãng xương là gì, và có cách nào đó ta phát hiện ra là mình đã bị loãng xương hay không? Đối với loãng xương thì cái triệu chứng ban đầu rất là mơ hồ, không có rõ ràng. Và khi mà có cái biểu hiện ra thành cái triệu chứng thì đa phần là cái mật độ xương, cái khối lượng xương nó đã bị mất đi khoảng 30%. Như vậy thì nếu chúng ta lắng nghe cơ thể, chúng ta chú ý thì có một số những cái biểu hiện để giúp cho chúng ta nhận biết. Cái triệu chứng đầu tiên là chúng ta thấy là cái biểu hiện của đau nhức xương. Thì cái cảm giác đầu tiên sẽ là đau mỏi mơ hồ ở dọc các cái xương dài của cơ thể, ví dụ như là xương cẳng chân hoặc là xương đùi. Sau đó thì bệnh nhân có thể có những cái cơn đau nó rõ ràng hơn, điển hình hơn. Đặc biệt là những cái tình trạng đau nhức này nó sẽ tăng lên khi mà vận động và giảm bớt khi mà nghỉ ngơi. Rồi nặng hơn nữa thì người bệnh có thể là bị đau nhức cái vùng liên sườn, hoặc là những cái xương ở cột sống thắt lưng chẳng hạn. Và bệnh nhân có thể phát hiện ra cái chiều cao của mình nó giảm đi, lưng có thể bị còng hơn, tại vì do cái tình trạng loãng xương nó làm cho các cái đốt sống nó bị xẹp, chúng ta hay còn gọi là lún xẹp đốt sống. Và một cái điều rất là nguy hiểm đó là đôi khi là không có những cái biểu hiện đau nhức trước đó, nhưng mà gặp một cái chấn thương nhẹ, một cái té ngã nhẹ thôi, nhưng mà có thể dẫn tới cái tình trạng gãy xương. Ví dụ như là gãy cái đầu dưới và xương quay tay của chúng ta, hoặc là gãy xương ở cổ xương đùi chẳng hạn. Và để mà có thể chẩn đoán chính xác thì chúng ta cần phải đi đo mật độ xương.
Hiện nay thì đo mật độ xương đó là một cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh lý loãng xương. Và khi mà đo mật độ xương thì cái kết quả trả về cho người bệnh sẽ là cái chỉ số T-score. Và so với cái mật độ xương của những cái người trẻ cùng tuổi thì nếu như cái chỉ số T-score này nó lớn hơn âm 1 thì là bình thường. Nếu mà nhỏ hơn âm 1, lớn hơn âm 2,5 thì là đánh giá là thiếu xương. Và nhỏ hơn âm 2,5 thì cái chỉ số T-score này sẽ được coi là bệnh nhân có loãng xương. Loãng xương nặng là một cái mức độ cao nhất. Thì khi mà bệnh nhân đã có cái tình trạng loãng xương rồi mà đi kèm theo đó là ít nhất có một cái lần gãy xương tự nhiên. Gãy xương tự nhiên tức là gặp phải những cái va chạm, những cái chấn thương rất là nhẹ nhưng mà bệnh nhân đã bị gãy xương. Chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Nói nghe nè, trời ơi, chuyện gì vậy? Bữa nay rồng tới nhà tôm vậy? Trời ơi, chị ơi, chuyện gì nói nghe. Sao dạo này em thấy trong người em nó làm sao? Em bị y như chị rồi. Bị y như em là bảo sao? Đảm luôn, em thế nào cũng bị y như chị. Nó gác chân lên chút xíu đau. Trời ơi, em bị xương á, xương xương em bị giống chị lắm. Bị giống chị là bị gì? Nói gì không hiểu gì trơn, rồi là bị sao? Rồi bây giờ chứ nó như thế nào? Tao nói ngủ nằm ngồi dậy ngồi không nổi, nó đau cái xương xương nhức mỏi sau xương sống nè, cái đau hai cái đầu gối nè. Gối đứng chút xíu nó muốn sụm nè, xong cái nó đau xuống tới cái mắt cá nè. Đi chút xíu nó đau. Đó thì bởi hai cái khuỷu tay nè, xương nói chung là mọi thứ xương nó đau hết, nó đau từng khúc vậy. Em đứng mà nhiều khi nó sụm nó xịu xuống nào, em không hay luôn đó. Em biết là em thấy giống chị, bữa hôm anh ta nói cười người hôm trước hôm sau người cười. Bữa em cười chị, em nói trời chưa bao nhiêu tuổi mà đứng sụm hết trơn. Sẩm rượu còn vậy, em y hệt luôn. Như là bị gì vậy? Loãng xương. Loãng xương hả? Trời ơi, bởi sao em nghĩ hoài em nói ủa cái gì mà xương xương mà không có nghĩ cái chữ loãng xương. Mà cái bệnh loãng xương đó là điều trị sao bởi em không biết là cái bệnh loãng xương này nó có phổ biến hay không, ai có nguy cơ mắc bệnh loãng xương này và cái bệnh loãng xương này từ bao nhiêu tuổi bị bệnh và cái điều trị của bệnh loãng xương này là như thế nào. Tại vì một cái cơ thể của mình nó nặng, cái trọng lượng của mình nó chịu là cái bộ xương mình nó chịu, mà khi đó cái xương nó bị loãng, nó bị sẩm xịu sẽ rồi té chết chết. Thấy cái mặt đơ không? Hỏi phải chứ, người ta trả lời chứ. Mà tôi đã phải bác sĩ để mà hỏi quá thì hỏi vậy. Vậy thấy mặt này đơ vậy nè, muốn gì hỏi bác sĩ. Qua tình huống thì có rất nhiều vấn đề đặt ra. Đó là bệnh loãng xương có phổ biến không? Và những cái đối tượng nào có nguy cơ là bệnh loãng xương nặng nhất? Và nếu như không điều trị để lâu dài thì bệnh loãng xương có nguy hiểm không thưa bác sĩ? Bệnh loãng xương thì khá là phổ biến hiện nay. Và trước đây thì ta thấy là bệnh loãng xương thường gặp ở những người lớn tuổi. Đối với nữ thì thường là quanh tuổi mãn kinh và sau mãn kinh. Đối với người nam thì thông thường là cũng từ cái lứa tuổi 60 trở đi. Tuy nhiên là hiện nay cái lứa tuổi mà mắc bệnh loãng xương ngày càng trẻ hóa. Đối với những người phụ nữ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh thì có xảy ra cái tình trạng sụt giảm estrogen thì nó sẽ làm tăng cái quá trình hủy xương lên và như vậy nó cũng là một yếu tố nguy cơ của loãng xương. Do đó thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà người nữ gặp loãng xương nhiều hơn là so với nam giới. Bên cạnh đó thì một số người bị những cái bệnh về đường ruột chẳng hạn thì cái việc hấp thu canxi vào từ ruột nó cũng bị hạn chế. Và ngoài ra thì những cái bệnh lý xương khớp mãn tính khác như là thoái hóa khớp, về viêm khớp. Và nếu như chúng ta không có điều trị bệnh loãng xương sớm thì những cái nguy hiểm có thể xảy ra. Đầu tiên là cái tình trạng đau nhức của xương khớp sẽ làm ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống của người bệnh. Và từ đó thì ảnh hưởng tới cái công việc, tới cái sinh hoạt hàng ngày, ảnh hưởng tới tâm lý của người bệnh. Người bệnh trở nên lo lắng và có thể rơi vào những cái bệnh lý về tâm lý như trầm cảm chẳng hạn. Bên cạnh đó thì các cái khung xương nó sẽ bị biến dạng, gãy lún cột sống làm cho bệnh nhân có thể bị gù vẹo cột sống. Và nó ảnh hưởng tới các cái cơ quan ở bên trong cơ thể. Ví dụ như là tim, phổi có thể bị ảnh hưởng khi mà cái khung xương nó bị biến dạng. Mà cái điều mà chúng ta lo lắng nhất đó là cái nguy cơ gãy xương. Khi mà bị loãng xương thì chỉ cần những cái va chạm rất là nhẹ, những cái chấn thương nhẹ thôi thì có khả năng làm cho xương nó bị gãy. Và chúng ta biết là khi gãy xương xảy ra thì những cái hệ lụy sau đó thì rất là nặng nề. Vì bệnh nhân có thể nằm một chỗ trong một cái thời gian dài thì nó sẽ dẫn tới tốn kém về chi phí điều trị, rồi gia đình cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc,
cũng như là nằm lâu thì nguy cơ nhiễm trùng các cái cơ quan ở trong cơ thể, ví dụ nhiễm trùng về tiết niệu, nhiễm trùng về hô hấp, hay là những cái vấn đề khác như là loét do những cái điểm tỳ đè nằm lâu chẳng hạn. À, thì đó là những cái hệ lụy rất là nặng nề nếu mà chúng ta không điều trị loãng xương ngay từ đầu mà để xảy ra cái biến chứng gãy xương. Như vậy thì bệnh loãng xương cũng hết sức là nguy hiểm nếu như để nó kéo dài hoặc là không điều trị. Vậy thì cần phải điều trị thôi. Cái nguyên tắc vàng trong điều trị này là gì ạ? Nguyên tắc vàng trong cái việc là điều trị loãng xương thì điều đầu tiên là mình sẽ cần phải có chỉ định dùng thuốc của bác sĩ qua việc thăm khám và chẩn đoán xác định là bị bệnh loãng xương. Thông thường hiện nay thì bác sĩ sẽ cho những cái thuốc nó tác động vào cái quá trình hủy xương và tạo xương của cơ thể. Bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta bổ sung các cái dưỡng chất để mà giúp cho xương chắc khỏe nó rất là quan trọng. Và trong những cái dưỡng chất đó thì lưu ý là cần phải bổ sung đủ canxi. Cái hàm lượng canxi là đối với một cái người trưởng thành bình thường ở tuổi thanh niên thì phải cung cấp khoảng 800mg cho đến 1000mg mỗi ngày. Còn đối với những cái người lớn tuổi, đối với phụ nữ mà tiền mãn kinh thì cái hàm lượng canxi cung cấp mỗi ngày cao hơn, khoảng 1.200 cho đến 1.500mg mỗi ngày. Để mà việc hấp thu canxi vào trong xương nó được hiệu quả thì bên cạnh đó canxi chúng ta cần phải cung cấp vitamin D, MK7 cũng như là những cái khoáng chất cần thiết khác. Và bên cạnh đó thì chúng ta lưu ý cái sinh hoạt hàng ngày, chúng ta hạn chế bia rượu, không có nên hút thuốc lá, cũng như là chúng ta tập thể dục thường xuyên, mỗi ngày khoảng 30 phút bằng một cái môn thể thao vừa sức và chúng ta yêu thích. Cũng như là nếu ta có những cái bệnh lý đi kèm cho thì chúng ta cần phải giải quyết triệt để, ta phải điều trị triệt để những cái bệnh lý về đường ruột hay là những cái bệnh lý xương khớp mãn tính khác hay là bệnh lý về chuyển hóa vân vân. Riêng đối với phụ nữ thì nên bổ sung thêm estrogen từ thảo dược thì nó sẽ giúp cho hạn chế được cái quá trình mà hủy xương và từ đó thì cái việc mà điều trị bệnh loãng xương nó sẽ có hiệu quả hơn. Mà ví dụ như là estrogen 100 mà được chiết xuất từ thảo dược thì là một cái dạng estrogen cũng an toàn và không có tác dụng phụ. Cảm ơn thạc sĩ Trần Thu Nga. Có thể nói là đây là một trong những cái chia sẻ rất là quan trọng, chúng ta phải cố nhớ điều đó để chúng ta có thể tập trung phòng ngừa được cái bệnh loãng xương. Bây giờ thì nhân vật chúng tôi sẽ có câu hỏi dành cho bác sĩ Trần Thu Nga. Bác xin mời. Bản thân tôi là đang bị loãng xương và đang gặp khó khăn trong vấn đề điều trị như đã trình bày. Đó là tôi uống thuốc vô mà tôi vẫn bị sốt ruột, tuy rằng tôi đã ăn no. Rồi điều uống thuốc canxi thì tôi lại bị táo bón rất là khó chịu. Vậy tôi phải làm gì để điều trị loãng xương một cách hiệu quả và không gặp những cái tình trạng khó chịu này? Trước hết thì chị xem lại thuốc điều trị của mình, có thể là có một số những cái tác dụng phụ nó gây ra cái tình trạng mà khó chịu hiện nay của chị. Tuy nhiên thì tôi cũng lưu ý là việc mà sử dụng canxi rất là cần thiết cho bệnh lý loãng xương. Mình cần phải lựa chọn cái loại canxi nó phù hợp và không gây ra những cái tác dụng phụ như là tình trạng táo bón. Hiện nay thì trên thị trường có một số những cái chế phẩm có chứa canxi ở dạng nano, MK7 hay còn gọi là vitamin K2, cũng như là các cái khoáng chất thiết yếu khác như là kẽm, đồng, mangan, magie vân vân. Nó có một cái tác dụng là tăng cái khả năng hấp thu tối đa canxi đến tận xương và từ đó giúp cho xương trở nên vững chắc, giúp cho cái quá trình mà điều trị bệnh loãng xương có hiệu quả. Trên thị trường hiện nay thì có sản phẩm Vững Cốt, tôi thấy là chứa đầy đủ các cái thành phần vừa kể trên thì có thể là một cái lựa chọn để giúp cho chị có thể điều trị hiệu quả cái bệnh loãng xương của mình. Chị cũng có thể sử dụng thêm những chế phẩm có chứa estrogen từ thảo dược, ví dụ như là estrogen 100 để mà có thể
hỗ trợ trong cái quá trình mà điều trị loãng xương nó hiệu quả hơn. Vitamin D cũng như MK7 nó rất cần thiết trong cái việc điều trị và phòng ngừa cái bệnh loãng xương. Vitamin D thì nhiều người biết rồi, nhưng mà MK7 nó cần thiết và đóng vai trò thế nào trong cái việc điều trị và phòng ngừa bệnh loãng xương thưa bác sĩ? Vitamin D thì như mọi người đã biết đó, là một cái yếu tố rất là cần thiết để mà giúp canxi hấp thu vào ở trong máu, cũng như là đưa tới xương để mà làm cho cái bộ xương nó vững chắc. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng để mà giúp cho cái sự hấp thu của canxi vào tận xương thì cần phải có cái sự giúp sức của vitamin K2. Trong số vitamin K2 hiện nay thì có MK7 và MK4. MK7 là hoạt chất vitamin K2 duy nhất từ tự nhiên. MK4 xuất xứ là nó từ cái thành phần tổng hợp. MK7 thì nó có một cái tác dụng vượt trội hơn so với MK4, và MK7 thì nó giúp mà đưa canxi từ những cái nơi không cần thiết mà đến những cái chỗ cần thiết, và chính cái công dụng này thì giúp cho chúng ta có thể ngăn ngừa được một số những cái tác dụng phụ, ví dụ như là sỏi thận hay là cái tình trạng vôi hóa xơ vữa động mạch, táo bón chẳng hạn. Đó thì là một cái lợi ích mà vượt trội của MK7. Vậy thưa bác sĩ, MK7 có ở đâu và chúng ta phải dùng như thế nào? Hiện nay thì MK7 có ở trong một số những cái thực phẩm, ví dụ như là sữa, phô mai, những cái chế phẩm đến từ sữa. Tuy nhiên thì cái nguồn thực phẩm chúng ta cung cấp hàng ngày có thể sẽ không cung cấp đủ cái lượng cần thiết. Hiện nay thì chúng ta có thể bổ sung MK7 qua những cái sản phẩm mà có sẵn. Đối với lứa tuổi từ 6 tháng cho đến 9 tuổi thì có sản phẩm là Pre-15. Đối với từ 10 đến 18 tuổi thì MK7 có trong cái sản phẩm là Pre-15. Và đối với những người trưởng thành trở lên thì có trong cái sản phẩm Vững Cốt. Như vậy thì chúng ta có thể linh động lựa chọn cái sản phẩm để có chứa được cái thành phần MK7 cho phù hợp với từng cái lứa tuổi khác nhau. Chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Vững Cốt Vinh Gia hân hạnh tài trợ chương trình này. 3. Bị hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đau nửa đầu. 3. Bị tê bì chân tay, viêm dây thần kinh, thấp khớp. Người già thoái hoa mắt. 3. Bị stress, căng thẳng thần kinh dẫn đến khó ngủ. Thực phẩm chức năng Vitamin Plus với các thành phần chính như cao blueberry, ginkgo biloba, fusutamin, riboflavin là vitamin B2, pyridoxin là vitamin B6, kết hợp với natri chondroitin sulfat mang lại các công dụng giúp tăng cường lưu thông máu, giúp tăng cường tuần hoàn não trong các trường hợp đau nửa đầu, thiếu máu não, sau tai biến mạch máu não do xơ vữa động mạch, giúp giảm tình trạng sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, stress, mất ngủ do căng thẳng thần kinh. Vitamin Plus giúp hỗ trợ điều trị tê bì chân tay, dị cảm đầu chi, giúp giảm các biến chứng thần kinh và mạch máu ở bệnh nhân đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid. Sản phẩm này còn giúp hỗ trợ điều trị đau dây thần kinh, đau mỏi lưng và vai gáy, đau do thoái hóa xương khớp, nhức mỏi mắt. Vitamin Plus giúp tăng cường lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia, 116 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ 1900545439. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Rất nhiều người chấp nhận quá trình xương suy yếu song hành cùng tuổi tác, dẫn đến đau nhức xương, loãng xương dẫn đến gãy xương, đau cột sống, thắt lưng, giảm chất lượng cuộc sống. Vững Cốt Vinh Gia chứa đa dạng các khoáng chất cần thiết cho xương. Tôi đã có giải pháp tốt hỗ trợ giúp mình vận động dẻo dai và đủ sức khỏe chăm sóc gia đình. Vững Cốt Vinh Gia giúp tôi bảo vệ xương luôn chắc khỏe, giúp hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương do tuổi, do đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần kéo dài tuổi thọ. Vững Cốt Vinh Gia, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nè, sao bữa hổm nó bị loãng xương rồi đi khám này đỡ chưa? Nhìn vậy có đỡ chưa? Thấy cái tươi tắn hơn rồi. Tươi không? Quá tươi luôn, ngon lành cành đào. Vậy đó hả? Trời ơi, với tôi nói thiệt, tôi chữa hoài luôn hết. Bà chữa ở đâu hay vậy? Bác sĩ nào mát tay chỉ tôi coi. Đó, bác sĩ không những mát tay nè, đó mà phải tìm đúng người nè, chữa đúng bệnh đó. Bệnh loãng xương coi nó âm thầm gì chứ nó rất là nguy hiểm. Mình phải điều trị sớm. Thuốc nó mắc. Rồi thuốc nó mắc nữa, và thuốc nó rất là nhiều tác dụng phụ. Nếu mình sử dụng cái canxi mà cái dạng nano đó, nó sẽ hấp thu, nó vận chuyển vào tận xương. Nó sẽ bằng cái vitamin D, bằng cái MK7. Nó sẽ làm giảm tác dụng phụ của canxi, và nó giảm cái thời gian mà uống thuốc tây và bệnh nó mau hết luôn đó. Hay quá, đúng rồi đó. Trời ơi, tôi cũng bị uống biết bao nhiêu thuốc mà bị tác dụng phụ nè đó. Cho nên đâu có hết đâu. Hồi nãy bà mới nói cái gì hay đó, thành phần gì đó, bà nói lại tôi nghe coi. Hay không? Cái đó hay phải không? Đợi chút xíu.
Cái gì vậy? Trong đây là nó có là canxi nano nè, nó có vitamin D3 nè, MK7. Đây đây coi, nó có thành phần là canxi nano. Đúng. MK7, vitamin D3. Đúng. Đó, nhớ rồi đó. Uống sao cho cái hiệu quả. Và cái người mà chưa bị á, thì ta uống có được hay không? Và uống rồi có phòng ngừa được bệnh loãng xương hay không? Có hay không nhìn tôi đi rồi thấy. Qua tình huống chương trình thì chúng ta thấy rằng nhân vật có sử dụng cái sản phẩm Vững Cốt, trong đó có chứa D3 và MK7. Vậy thì có đủ cái tiêu chuẩn của bác sĩ đưa ra hay không? Cái điều thứ hai là khi mà bệnh nhân sử dụng Vững Cốt gồm cái bộ 3 vitamin D3, canxi nano và MK7 thì sử dụng thế nào cho nó hiệu quả tốt nhất? Và những cái người mà chưa bị loãng xương, người ta có thể dùng sản phẩm này được hay không thưa bác sĩ? Việc sử dụng viên Vững Cốt chứa cái bộ 3 là nano canxi với vitamin D3 và MK7, nó sẽ giúp và phòng ngừa và hỗ trợ hiệu quả trong cái việc mà điều trị loãng xương. Do đó thì để mà phát huy được cái hiệu quả trong cái việc điều trị thì người bệnh có thể sử dụng cái sản phẩm này thường xuyên và lâu dài hàng ngày. Nếu như mà chưa có bị cái tình trạng loãng xương thì như chúng ta biết là việc cung cấp canxi nano cũng như là vitamin D3 và MK7 nó cũng giúp cho cái bộ xương nó trở nên vững chắc và dẻo dai. Do đó thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này để mà phòng ngừa cái tình trạng loãng xương xảy ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem tiếp một cái phần chia sẻ nữa. Xin mời bác sĩ. Khi mà tôi biết mình bị loãng xương á và được bác sĩ điều trị bằng thuốc và bổ sung thêm canxi thì tôi uống một thời gian á, tôi cảm thấy rằng là mình có những cái tác dụng phụ khi mà mình dùng thuốc á, như là chóng mặt nè, rồi buồn nôn nè, rồi về cái bao tử của mình á, tôi cảm thấy lúc nào tôi cũng bị đầy mà khó chịu trong bụng lắm. Và nhất là đó, tôi hay bị đi táo bón, cho nên tôi có nói với bác sĩ, thì bác sĩ nói là nếu mà tôi sử dụng thuốc trên 6 tháng rồi thì ngưng đi và bổ sung canxi đó, để mà trị bệnh loãng xương bằng dùng viên uống Vững Cốt. Thì trong cái thành phần của viên uống Vững Cốt này á, gồm có canxi nano, rồi vitamin D3, MK7. Ngoài cái thành phần chính ra còn có các dưỡng chất như là kẽm, đồng, silic, magie, boron, còn có các cái hoạt chất như là DHA giúp cho cơ thể cải thiện và tạo thêm là cho xương vững chắc. Tôi uống 2 viên mỗi ngày, cách 30 phút trước bữa ăn sáng và bữa ăn trưa. Thì khi mà tôi uống viên thuốc này tôi thấy rằng là cơ thể tôi cải thiện rất là rõ rệt, cảm thấy là sức khỏe tôi tăng lên rất nhiều và cơ thể tôi nó khỏe lắm, không còn cảm thấy đau nhức mệt mỏi gì hết. Khi mà kiểm tra lại mật độ xương thì chỉ số tăng lên rất là đáng kể, cho nên là tôi rất lấy làm mừng và đến nay tôi vẫn tiếp tục sử dụng sản phẩm này để mà điều trị bệnh loãng xương và cho cơ thể tôi càng ngày càng tốt hơn nữa. Rồi, xin chúc mừng nha. Đó là một trong những cách điều trị rất là hiệu quả. Vững Cốt Vinh Gia hân hạnh tài trợ chương trình này. Rất nhiều người chấp nhận quá trình xương suy yếu song hành cùng tuổi tác dẫn đến đau nhức xương, loãng xương dẫn đến gãy xương, đau cột sống thắt lưng, giảm chất lượng cuộc sống. Vững Cốt Vinh Gia chứa đa dạng các khoáng chất cần thiết cho xương. Tôi đã có giải pháp tốt hỗ trợ giúp mình vận động dẻo dai và đủ sức khỏe chăm sóc gia đình. Vững Cốt Vinh Gia giúp tôi bảo vệ xương luôn chắc khỏe, giúp hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương do tuổi, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần kéo dài tuổi thọ. Vững Cốt Vinh Gia, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có những thông tin rất là tốt thưa quý vị. Có thể nói nhiều người rất là quan tâm bệnh loãng xương này. Chúng ta phải đề phòng từ ngay lúc đầu để bệnh loãng xương không phải phức tạp nữa. Với những giải pháp bác sĩ đưa ra đó là một cái sản phẩm mà Vững Cốt, nó gồm bộ 3 vitamin D3, canxi nano, MK7 thì nó sẽ là một giải pháp rất là tốt, một giải pháp tối ưu dành cho tất cả những người bị loãng xương. Và có đôi khi chúng ta không loãng xương, chúng ta phải dùng cái sản phẩm này để chúng ta có thể phòng ngừa cái bệnh loãng xương lại càng tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đặc biệt cảm ơn nhãn hàng Vững Cốt với bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7 của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành với chúng tôi. Và bây giờ thời gian phát sóng đã hết. Chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sống khỏe, sống đẹp. Xin chào.
Vững cốt Vinh Gia bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7.